Oh. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutiki. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong thời gian vừa qua thì cái nhà hiện đại của mình ấy chưa có sửa chữa hay là nâng cấp. Với lại cái hồ bơi thì mình thấy nó khá là bé luôn. Thành ra trong ngày hôm nay chắc mình sẽ dọn cái hồ bơi cũ này ra nè. Và mình sẽ xây lại một cái khu hồ bơi mới ở phía trước cái nhà hiện đại này để cho nó đẹp hơn nha. Và ngoài ra thì mình cũng đã cho những bé rùa nở trong thời gian 2 tập rồi. Mình phải thức đêm tận 4-5 đêm nữa các bạn ơi. Và hiện tại thì ở đây chỉ còn có chỗ trứng kia là chưa nở thôi. Và trên hồ thì đầy ắp những bé rùa con nè. Đó, bé rùa đang bơi nè các bạn. Và để cho rùa mau lớn hơn thì mình có một cách, đó chính là cho rùa ăn ấy. Và mình cũng đã có đi cắt cái cỏ biển này. Cái thứ rất là dễ tạo ra luôn. Các bạn có thể dùng bột xương này và cho xuống bất kỳ block nào mà đặt ở dưới nước ấy. Ở đây mình có một chỗ chưa kịp cắt nữa nè. Chỉ cần cho bột xương xuống là nó sẽ mọc cỏ biển ra. Và dùng kéo và cắt thôi các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy một ít cỏ biển ra để cho rùa ăn nha. Hình như ở đây cũng được khá rùa. Mỗi bé chắc mình sẽ cho ăn khoảng một stack đi. Rồi thỉnh thoảng mình sẽ lại thăm. Nó mình cầm cỏ biển mấy bé rùa đang lại nè. Rồi cho bé nào lại gần đây. Đó, mỗi bé một stack nha. Ui đặt nhầm. Đó, mình mà không ấn vào bé rùa ấy là nó sẽ đặt xuống đất ấy các bạn ơi. Tại vì cỏ biển cũng có thể trồng xuống để trang trí ấy. Đây cho ăn nè. Đông quá đông quá. Cái hồ mình giờ quá trời rùa luôn nè. Rùa chiếm hết chỗ sống của mấy bé cá trong đây luôn. Rồi ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Đó. Wow. Và khi cho rùa ăn ấy thì rùa sẽ mau lớn hơn nè. Và sẽ rơi ra vải nhanh hơn cho mình. Khỏi phải đợi cho mất thời gian. Mình không biết cho ăn bao nhiêu stack thì bé rùa sẽ lớn luôn nữa. Nhưng mà chắc mình sẽ cho mỗi bé rùa ăn một ít. Để cho mỗi bé đều có tăng tốc độ thời gian lớn lên. Đó, như vậy thì mình sẽ nhận được nhiều cái vải trong cùng một lúc hơn á. Rồi đây. Hiện tại trong rương của mình thì chỉ mới có một cái vải rùa thôi. Thành ra một xíu nữa mình sẽ cố gắng lại đây kiểm tra thường xuyên nè. Ô bé rùa hình như muốn ức kìa kìa nè, rùa lớn rồi nè. Rùa lớn rồi các bạn ơi. Ủa có vải rùa đâu nè, vải rùa nè. Ô mình đã được một cái vải rùa đầu tiên rồi. Ô hai vải rùa rồi. Đó các bạn thấy chưa, rùa mà gần lớn ấy thì nên cho ăn để cho tăng cái tốc độ phát triển lên nhá. Mới tí xíu thôi mà mình đã nhận được hai cái vải rùa rồi nè. Wow, nhanh thiệt á các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ cố gắng cho rùa ăn thêm một xíu để mình đủ 5 vải rùa á. Và mình vào trong mình chế tạo luôn cái nón rùa cho nó xịn nha các bạn. Nón đó giống như là cái nón bơi vậy đó. Mình sẽ di chuyển ở dưới nước dễ dàng hơn mà không sợ mau hết oxy ấy. Đó. Đây ăn đi. Màu lớn nha. Rồi hai bé rùa này. À mình cho hai bé rùa này đẻ tiếp được nè, quên nữa. Rồi cho hai bé rùa này ăn xong ấy, rồi sẽ đẻ ra trứng ở trên đây nè. Rồi sắp tới mình sẽ có thêm thật là nhiều rùa. Rồi chúng ta sẽ chế tạo được nhiều mũ rùa hơn. Cũng như là cái mũ rùa ấy hình như cũng có thể làm thuốc ấy. Một loại thuốc giúp chúng ta kiểu như là tăng cái sức chống cự lên. Nó rất là khỏe. Ô một bé rùa nữa nè. Ủa mà bé rùa này không có rơi ra vải hả? Ôi nè nè nè, vải nè vải nè. Ba vải rồi. Ủa còn vải nữa đâu? Hiện tại có 4 bé rùa bự lắm mà. Ô 4 vải rồi. Mới một xíu thôi 4 cái vải rùa rồi. Để coi một cái vải rùa có làm thuốc được không ta. Để mình thử cái đã. Hình như một cái nón rùa mới làm thuốc được. Cái chai nước đâu rồi? Để mình coi trong đây có cái lọ thuốc nào không. Đây có cái chai không nè. Mình sẽ múc nước rồi chúng ta làm thử cái thuốc thuốc từ rùa nha. Không biết có được không nữa nhưng mà mình sẽ test. Đây mình sẽ đi vào trong nè. Rồi chúng ta sẽ cho cái búa nether vào trước ấy các bạn ơi. Và hiện tại mình cũng đã thức mấy đêm liền rồi để chờ cho rùa lớn ấy. Thành ra bây giờ mình có tỷ lệ gặp được mấy con phantom á. Giờ mình sẽ lấy cái búa nether nè cho vào đây. Ten để cho nó thành cái thuốc là thuốc nhàm chán ấy, vụn về gì đó các bạn ơi. Trong kho của mình ấy còn một cái vải rùa nữa. Và bây giờ mình sẽ chế tạo luôn một cái nón rùa như vậy. Mà không biết cái nón rùa của Enchant được không nhờ. Để mình thử nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ chế tạo nè. Mai rùa. Cái này không phải cái nón rùa các bạn ơi, tên là mai rùa. Rồi được cái mai rùa rồi. Giờ đổi lên thử coi.
Ồ, đẹp cực các bạn ơi. Cái micro đẹp cực luôn. Rồi, nè, nó cho mình cái hiệu ứng thở dưới nước nè các bạn. Ồ, chỉ 10 giây thôi à. Không biết có tăng lên được không ta. Ồ, mình còn enchant được nữa nè. Mình còn enchant được nữa nè các bạn ơi. Đào nhanh dưới nước á. Ồ, mình nghĩ là nên enchant luôn nha. Mình sẽ enchant cái dòng đào nhanh dưới nước để giúp mình có thể đi mai dưới nước luôn đấy các bạn ơi. À, mình sẽ lấy ra ba cái luli nè. Cho vào đây. Đó, enchant ten ten. Bảo vệ ba nữa. Rất là tốt luôn. Cái mũ này mình sẽ để dành khi nào mình đi bơi mình sẽ mang à, khi nào mình đi bơi hoặc đi khám phá biển ấy thì mình sẽ mang theo nha. Ồ, nó còn có âm thanh khi mình máng vào nữa nè các bạn. Âm thanh giống như mình máng cái mai rùa gì đó. Rất là hay luôn. Rồi giờ mình qua đây mình coi coi có bé rùa nào lớn. À một bé rùa lớn nữa nè. Đó, nhặt thêm một vải, hai vải. Ô, ba vải luôn. Giờ cái hồ của mình quá trời rùa luôn nè các bạn ơi. Bốn vải luôn rồi nè. Mình gần làm thêm được một cái nón rùa mới rồi. Ồ chắc mình sẽ đợi cho một bé lớn nữa đi. Rồi mình làm thêm một cái nón rùa rồi mình sẽ làm thí nghiệm coi coi có thể chế tạo thuốc không nha các bạn. Ui zombie zombie đừng 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 đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác đi. Dám lại đây định mấy con zombie lại đây ăn cắp trứng rùa ấy các bạn ơi, thành ra phải bảo vệ mấy bé rùa nha, không thôi là mất trứng rùa. Rồi, ăn tiếp nè. Đâu rồi. Ăn 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 ăn. Ăn đi. Mình không muốn cho đẻ thêm đâu. Giờ mình nhiều lắm rồi, sắp sắp tới mình nè. Đó, năm vải rùa. Rồi, vậy là mình có thể làm thêm một cái nón rùa mới rồi. Giờ mình sẽ đi vào bên trong nè. Chế tạo thêm một cái nón rùa nữa để mình chế tạo thuốc thử nha. Đây, một cái nón rùa. Tèn tè. Vì là trong một ngày á mà mình làm được tới tận hai cái mũ rùa luôn. Rất là thích đấy các bạn ơi. Mặc dù đợi khá là lâu để rùa nó nở ra từ trứng ấy, nhưng mà sau khi nở, ui, một cái nữa nè. Sau khi nở thì mình sẽ nhận được rất là nhiều vải rùa luôn. Đó. Rồi rồi rồi, giờ đi vào trong để làm thí nghiệm coi. Và trên bầu trời giờ mình phải để ý ấy, tại vì 4 năm đêm rồi, mình nghĩ sẽ có phantom á, nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa thấy con phantom nào hết. Không biết là tại cái chỗ mình đang ở có mèo hay sao mà không xuất hiện phantom các bạn ơi. Mình khá là thắc mắc á. Nhưng mà thôi kệ đi, giờ đi vào bên trong nè. Mình sẽ chia làm hai ra nhá. Đây, thuốc vụn về này mình sẽ cho tử cái vải vào. Cái vải cho vào không được nè các bạn ơi. Nè cái vải mình cho vào không được nè. Nhưng mà mình coi còn cái chai nữa không. Đây mình sẽ lấy thêm một cái chai này cho vào đây. Ô cái chai này chưa thành thuốc vụn về. Ui mình muốn làm lần một lần ba lọ luôn ấy. Chứ làm lần hai lọ thì nó hơi phí ấy các bạn ơi. Làm lần ba lọ luôn nha. Đây giờ cái chai này qua bên kia coi. Giờ chai này vô. Đó. Bây giờ là mình đã có thể cho cái mũ vào rồi nè. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà mình cho cái mũ vải là nó bắt đầu chạy, nhưng mà thôi, mình sẽ làm một lần ba chai thì nó sẽ lời hơn. Rồi nè, được nửa ống rồi đúng không? Đầy ống là mình cho cái mũ vào luôn. Không ngờ cái vải này mình kiếm cũng không khó cho lắm. Chịu khó nuôi rùa là được hả các bạn? Rồi, giờ cho cái mai rùa vào. Đó. Cái này mình gọi là cái mũ rùa nha. Gọi mai rùa thì nghe nó hơi kỳ. Cái này là cái nón mà. Đó. Và cái tắt cái đầu đi để cho nó đừng có cạp nữa. Rồi giờ thì đợi cho nó thành cái thuốc này thuốc gì mình chưa biết tên nữa để coi coi. Tên cái này là thuốc của cụ rùa. Oh my god, thuốc thuốc của cụ rùa các bạn ơi. Này nó có hai hiệu ứng nhá. Hiệu ứng chính của nó là hiệu hiệu ứng kháng cự 3 tới tận 20 giây lận, nhưng mà nó kèm theo hiệu ứng chậm rãi 4 lần. Cái này là mình uống xong là đi không nổi luôn ấy, kiểu như nó quá là chậm ấy các bạn. Wow, cái này để một xíu mình làm thí nghiệm sao. Còn bây giờ chắc mình sẽ đi ra bên ngoài ấy để coi những con phantom nó xuất hiện chưa cái đã. Bột xương cho vào đây luôn đi. Vải rùa thì cho vào cái rương bên đây. Đó. Rồi, đi tìm mấy con phantom thôi. Ồ chắc là làng mình có mèo á, thành ra phantom nó không xuất hiện các bạn ơi. Phantom thì nó sẽ sợ mèo giống như con Creeper vậy. Để mình đi ra chỗ trống này cái đã. Bên đây có không? Ồ bên đây cũng không có luôn. Để mình ra chỗ này nè. Chỗ này tới thua luôn. Đảm bảo sẽ có quái kèm theo mấy con kiểu như là phantom nữa. Hy vọng là vậy. Nè bên đây quá trời quái nè. Nhưng mà trên bầu trời vẫn vẫn chưa thấy mấy con phantom. Ui à. Ui, ui mấy con nhện này cắn lén. Ui, mới ra ngoài xíu thôi là bị cắn lén rồi.
Ủa sao mấy con phantom nó không xuất hiện ta? Theo như mình biết thì nếu mình thức quá 3 đêm á mà không ngủ thì mấy con phantom nó sẽ xuất hiện á. Nhưng mà sao chỗ mình nó vẫn chưa xuất hiện nữa nè. Không biết có kèm theo điều kiện gì không nữa. Ủa không có con đó là mình không có sửa được cánh mình đâu. Ồ thôi chắc mình sẽ bắt đầu đi ngủ thôi các bạn ơi. Khá là lâu rồi chưa đi ngủ. Thôi đi ngủ luôn đi. Còn phantom chắc farm vào dịp khác. Hoặc là đi tới khu khác thì nó mới có hay sao á. Khu mình nhiều ánh sáng quá nè. Rồi có mèo nữa mình sợ là. Ui cái giường này anh dân làng ngủ rồi. Mình sợ nó không có xuất hiện á. Ok chắc bây giờ mình sẽ đi ngủ nhé. Rồi dọn dẹp đồ sơ sơ. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa lại cái bể bơi của mình nha các bạn. Và để cho việc rút nước dễ dàng hơn trong cái bể bơi của mình á thì mình sẽ sử dụng những cái miếng mút này nè các bạn ơi. Mình có thể nhặt nó từ mấy cái con thủy quái trong cái thủy cung nha. Sau đó các bạn nung cái miếng mút ướt ấy lên là chúng ta sẽ tạo thành một cái miếng mút khô và hút nước thôi, rất là tiện luôn á. Rồi giờ mình sẽ thử coi nó hút hết trong đây không nha. Ui anh nhân làng này anh đang nhìn mình làm việc. Ui ui đừng 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 gần hút nước rồi, đi lên đi nữa, đứng lên lá sen lại xoay nữa. Thiệt tình anh đây cứ xoay hoài. Rồi mình sẽ đặt hai cái, đặt ở đây nó tên tè. Chỉ cần hai cái miếng múa thôi là mình rút cạn nước trong cái bể bơi của mình luôn rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ dọn những cái khối thạch anh này ra nhá, để mình dời cái bể bơi này nó cách xa cái nhà của mình hiện tại một xíu, tại vì mình muốn cho nó rộng rộng á. Và cái máy farm của mình thì nó hơi choáng vị trí chỗ này một tí nè, nên trong thời gian sắp tới nếu được chắc mình sẽ dời cái máy farm mình qua một khu khác để mình có thêm cái diện tích xây dựng gần nhà nữa. Chứ giờ nó choáng cái máy farm thì hơi khó để mà xây á các bạn. Giờ mình sẽ lấy cái cúp mềm mại đập mấy cái tấm kính này ra. Đó, tấm kính cũng phải lấy lại nha. Đó, đập ra hết luôn nè. Và phần sàn ở phía dưới của cái bể bơi chắc mình cũng sẽ lấy lại luôn. Ở phía dưới này nó còn có thêm những cái đèn biển nữa. Đây, cái đèn biển nè. Đó, mình phải cực khổ lặn lội ở dưới mấy cái tàn tích á. Thì hiếm lắm mới gặp được mấy cái tàn tích mà có mấy cái đèn biển á, còn mình mang về. Chứ mấy cái đèn biển mà ở phía trên của cái thủy cung thì mình mang về đâu có được. Mấy cái con quái ở dưới nó quánh mình liên tục à. Nhiều khi lại ngỏm ở phía dưới nữa. Rồi, dọn hết cái khu này ra. Và việc ốp đất thì một xíu mình sẽ ốp sau nhá. Còn bây giờ mình sẽ dời mấy cái này đi ra cái khu xây dựng trong ngày hôm nay luôn. Mình sẽ làm cái bể bơi nó bắt đầu khoảng từ này nè. Đó, dòng một dòng tít là bên đây, dòng qua sát cái máy farm này luôn nè các bạn ơi. Như vậy thì nó sẽ rộng hơn cái bể bơi cũ á rất là nhiều. Thành ra mình có thể trang trí nó dễ hơn, dễ dàng hơn nữa. Rồi cái này thì ốp ngang lại, rồi một xíu vào nhà lấy đất ốp lại sau. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu làm bằng viền trước nha. Bằng viền thì mình sẽ đặt đặt này không hình dạng cố định đâu các bạn ơi. Các bạn cứ đặt sao cảm thấy mà nó bự là được. Mình thì mình sẽ đặt như vậy đi. Đó, cho nó cách cái nhà của mình mấy ô ta. 1, 2, 3, 4, 5, cách cách nhà mình khoảng 5 ô á. Rồi sau đó mình sẽ vòng qua bên đây nè. Vòng 2 ô qua bên đây sát cái máy farm luôn. Đó. Và vòng tiếp qua bên đây luôn nha. Qua bên đây né cái cây ra một xíu. Mình không muốn cái bể bơi mình nó né ra xíu nữa đi. Né qua đây luôn. Đó, vậy là nó sẽ né được cái cây của mình. Rồi kế tiếp sẽ đi ngược lại bên trong như thế này. Ở đây nó có một cái khúc hơi gấp ta. Nhưng mà mình nghĩ ta bể bơi như vậy cũng là vừa đó. Kế tiếp thì mình sẽ lấy thêm những cái khối thạch anh. Đó, trong thời gian giữa hai tập mình cũng có đi farm thêm thạch anh ấy. Tại vì lúc mà mình làm nhà nấm thì mình chú ý là làm thạch anh mịn các bạn ơi. Mà thạch anh mịn thì làm bể bơi thì nó sẽ không có cái viền thì nó sẽ không đẹp bằng á. Thành ra mình phải đi farm thêm và sửa lại thành cái thạch anh bình thường, khối thạch anh bình thường thôi, không có mịn. Và cái cây này chắc mình sẽ... Ồ, mấy cái cây này chắc mình sẽ dời chỗ khác nha các bạn. Rồi sắp tới mình sẽ trồng lại mấy cái cây khác sau. Chứ giờ làm bể bơi mà dưới mấy cái cây thì nó hơi mất diện tích một xíu. Đó, đập cái này ra nè. Rồi giờ qua bên đây. Qua bên đây. Đó, như vậy thì chúng ta đã có được một cái bể bơi mới rồi. Và cái này thì dời cái hàng rào này ngang đi. Đó, giờ qua bên đây. Đấy. Và đập cái này ra. Rồi, công việc tiếp theo của mình ấy là mình sẽ đập cho nó sâu xuống khoảng 2 ô nha. Rồi mình sẽ ốp phần sàn ở phía dưới luôn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình dọn xong phần sàn của cái bể bơi nha.
Mình đã ốp xong phần sàn của cái hồ bơi của mình này các bạn ơi. Một bên thì mình sẽ cho nó sâu khoảng 3 block, còn một bên mình sẽ cho nó sâu 2 block thôi nha. Ở bên 3 block này thì mình sẽ làm một cái chỗ để sau khi bơi người ta có thể đi lên đi xuống. Và mình sẽ sử dụng những cái cầu thang bằng thạch anh nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ gắn nó ốp vào cái vách tường ấy như thế này. Nhìn nó khá là giống cái cầu thang để mình có thể bám vào và đi lên. Và ở đây mình còn thiếu một cái cục đá ra để một xíu mình lấy rồi mình ốp lại sau nha các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ bắt đầu trang trí ở phía trên của cái bể bơi này bằng những cái thảm trắng nha. Và cái bể bơi này mình đang phân vân là có nên hạ cho nó xuống ngang dưới mặt đất không nữa. Mình muốn cho nó cao hơn để nhìn mà không biết có nên hạ xuống cho nó ngang dưới mặt đất không ta. Chưa, để mình hạ thử nha. Đập hơi lố. Nếu hạ như vậy rồi sau đó ốp mấy tấm thảm lên. Có vẻ hợp lý hơn á các bạn ơi. Cái bên 3 block thì chắc mình sẽ hạ cho nó xuống thấp một ô nha. Như vậy thì nó sẽ ok hơn. Rồi, giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cái tấm thảm màu trắng nữa để mình có thể viền ở xung quanh cái bể bơi của mình nha. Để coi nào, công việc tiếp theo của mình á là đổ nước vào. Và việc đổ nước thì nó hơi khó khăn một xíu nha. Các bạn phải ốp lại ở trên đây thêm một block nữa để chúng ta có thể đổ nước ở mặt trên và mặt dưới nó sẽ tự đầy lại nha các bạn. Rồi, và ở phía trên này thì mình sẽ chia làm hai cái bể bơi luôn. Một bể bơi là nước lạnh, còn một bể bơi trên đây là bể bơi nước nóng nha. Mình sẽ sử dụng những cái khối cát linh hồn này nè các bạn ơi, để làm cho nó giống như là nước đang sôi vậy ấy. Rồi, giờ mình sẽ viền cái hồ nước nóng này trước cái đã. Vị trí này đúng không? Đập hai bên ra. Tấm kính như vậy. Đó, rất giống cái đồ để vịn để đi lên nè. Nhưng mà ở đây không biết có gắn vào cái cầu thang không nữa. Gắn được thì là tiệc cứu mèo luôn á. Rồi bên đây cũng có cái đồ vịn để đi lên nữa. Ở đây và tiếp tục là vị trí này. Rồi, vậy là xong cái phần trang trí ở bên ngoài rồi. Và các linh hồn thì chắc mình sẽ đặt ngẫu nhiên nha. Mình sẽ đặt ở đây một khối. Bên đây một khối nè. Ở bên góc đây một khối nữa. Tại vì mình có một ít khối thôi, mình không có nhiều cát. Ui, ngay chỗ đường đi lên thì không nên đặt đâu. Đặt xéo qua một xíu nè. Đặt ở đây và một cục ở chính giữa nữa. Thế là xong cái bể nước nóng rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu ốp ở phía trên một lớp nữa nha các bạn. Sẽ vào trong để lấy đất á, để ốp thêm một lớp nữa. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đổ nước vào cái bể bơi nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình đổ nước xong hai cái bể bơi của mình nha. Sau khi đã đổ nước xong rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí nha. Mình sẽ chế tạo thêm ít cái cửa sập bằng sắt. Đây, cửa sập bằng sắt như thế này khoảng 4 cái nha các bạn. Để mình làm những cái bập bên để nhảy vào cái hồ bơi á. Và mình sẽ làm ở đây một cái đi. Không, ở đây đi, khoảng giữa này nè. Mình sẽ lấy ra một cái cầu hang á. Một cầu hang thạch anh đây. Đặt một cái như thế này. Và làm gì được không ta? Hay là mình cho thêm một cái cầu hang ở phía dưới nữa nha. Mình sẽ làm như vậy đi. Đó, vậy thì sẽ ok hơn, có thêm khoảng trống nè. Rồi, gắn vào đây hai cái. Đó, vậy là chúng ta có thể bắt chớn đây và nhảy xuống. Vút, và lội luôn. Rồi, vậy là ổn nha. Kế tiếp thì ở phía trên này, không, mình nghĩ là hồ bơi dưới nè thì nên có hai cái đi, còn ở trên là tắm nước nóng mà, chủ yếu là đứng yên một chỗ á các bạn ơi. Và bên đây thì mình sẽ gắn thêm một cái nữa. Đó, vậy là xong rồi nha. Ngoài ra ở phía trên hồ bơi á, thường thường có mấy người họ thích nằm trên mấy cái phao á. Và cái phao thì mình sẽ làm bằng những cái tấm thảm nha. Mình sẽ làm ngẫu nhiên đi. Và để đặt những tấm thảm trên mặt nước thì chúng ta có thể đặt được chưa ta? Đặt nhanh lên các bạn ơi. Đó, các bạn cứ đặt những tấm thảm nhanh lên á là có thể đặt ở trên nước nha. Nhưng mà ô nước ở dưới nó sẽ bị mất. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Rồi, giờ mình sẽ làm ở đây ở đây một cái đi. Đó, và một cái đây. Đó, rất giống cái cái này hơi như hơi bự đúng không? Ok đi, không sao, hơi bự chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Như vậy thì là mình đã trang trí xong ở trên mặt hồ rồi. Kế tiếp thì mình lại sẽ làm thêm những cái dù á, tại vì ở đây chưa có cây để che nắng nè, thành ra phải làm thêm một ít cái dù nha các bạn. Dù thì mình sẽ làm đơn giản thôi, một cái tường đá nè. Kế tiếp là những cái hàng rào bằng gỗ sồi. Hàng rào gỗ sồi thì mình sẽ lên khoảng 3 ô á. 1, 2, 3.
Khoảng 3 ô là vừa rồi. Kế tiếp mình sẽ đặt những cái cọng chỉ ở xung quanh để giúp mình có thể đặt được những tấm thảm ở trên không á. Đây, chỉ ở xung quanh như thế này. Hiện tại thì chỉ mình còn có một xíu thôi, thành ra chỉ làm mẫu được một cái cây dù thôi. Trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ cố gắng farm thêm chỉ nè, để làm thêm thật là nhiều những cái dù ở xung quanh cái khu vực hồ bơi này nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ trèo lên trên và đặt những tấm thảm lên thôi. Để coi coi trên cái hồ bơi này còn thiếu gì không ta. Để coi nào. Hình như hồ bơi như vậy là khá là đầy đủ rồi. Còn thiếu một chỗ nữa để chúng ta có thể phơi nắng nữa chứ. Đúng rồi, giống như ở phía trên vậy đó. Mình sẽ sử dụng một cái mà không được. Ở đây là đường đi của người ta, phơi nắng giữa đường người ta đi đụng thì toi á. Thôi chắc không làm mấy chỗ phơi nắng đâu. Phơi nắng thì lên trên nhà có chỗ phơi nắng riêng nha. Như vậy thì mình đã đại khái hoàn thành xong cái hồ bơi rồi. Sắp tới mình sẽ cố gắng trang trí thêm hoặc là mở rộng thêm cái hồ bơi này, xây ở những khu khác cho nó rộng rãi hơn nha. Cái này thì mình chỉ làm kiểu demo thôi các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ dọn đồ rồi chúng ta cùng nhau làm cái công việc tiếp theo nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra một ít cái bột thuốc súng nè, một ít cát để chúng ta có thể chế tạo thêm những trái TNT nha, để mình có thể làm thí nghiệm với cái lọ thuốc mà mình vừa chế tạo. Lọ thuốc có tên là thuốc của cụ rùa cụ, thuốc của rùa cụ các bạn ơi. Mình không biết cái thuốc này có giúp mình bắt tử hay không, nhưng mà mình sẽ uống thử nha. Rồi mình sẽ thử với TNT trước, vì TNT có sức công phá rất là kinh khủng luôn. Khoảng 3 đến 4 trái TNT thôi, nổ một lúc nhiều khi mình đã ngỡm rồi. Và trong rương phía trong nhà của mình nữa thì còn một vài trái TNT mà mình chưa có kịp sử dụng, để mình lấy ra và sử dụng trong cái thí nghiệm lần này luôn nha. Và để tăng cái độ hấp dẫn hơn thì mình sẽ cởi hết giáp kim cương luôn, tại vì bộ giáp kim cương giúp mình rất là khỏe. TNT nổ nhiều khi không chết đâu. Rồi giờ thì lấy ra một ít block nữa, rồi mình sẽ ra khu vực giữa hồ, tại vì mình không muốn nổ ở trên đất liền sẽ hư cái khu vực mình đang sống nữa thì toi. Rồi mình sẽ lấy ra một ít block nè, để mình có thể quên cắt đồ, cắt mấy cái dụng cụ nữa chứ, lỡ mình ngõm thì nó nổ hư rồi nó mất tiêu luôn rồi sao. Nè, cắt cúp nè, cắt rêu, cắt sẻn, cắt tiếp cây cúp và cắt tiếp cây cung. Rương sugar cũng để trong nhà luôn, gỗ để nhà, bánh mì đem theo ổ ăn ăn lần cuối các bạn ơi. Và cắt cục than nè, cắt xô, cắt mũi tên, cắt gậy, cắt đuốc, cắt một ít đất lại rồi đem vô đây thôi. Trước khi mình bắt đầu thí nghiệm thì mình sẽ ăn ổ bánh mì cho nó đầy thanh thức ăn nhá. Và đi ra xa khỏi cái tầm của cái beacon nữa, thì trong beacon thì nó có lửa màu máu mà. Để coi coi, ủa cái bật lửa mình đâu rồi? À đây đây, bật lửa của mình đây. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm chỗ để làm thí nghiệm nhá. Vòng vòng đây là nó có hiệu ứng của beacon, với lại mình sợ TNT sau khi nổ thì nó sẽ lan ra nữa chứ, thành ra phải tìm một khu vực rộng hơn một xíu. Và khu vực rộng hơn thì mình nghĩ chỉ có đúng một cái khu thôi, là khu đầm lầy bên đây nè, rất là trống luôn á. Mình có thể qua bên kia và làm thí nghiệm mà không sợ ảnh hưởng đến khu vực mình đang ở. Một là bị mất block này, hai là kiểu như là hư mấy cái thứ mà mình đang xây nữa. Và ở đây có lúa, chắc mình sẽ thu hoạch một ít để làm thêm bánh mì gặm quá à. Chứ giờ mình có một ổ thì chắc không đủ đâu, tại vì đang đi nó đang đói nữa nè. 2, 3. Rồi giờ mình sẽ đi lại đây tìm một cái bàn chế tạo rồi grab ổ bánh mì ăn coi. Bên đây có bàn chế tạo không? Ui, trong nhà mình không có bàn chế tạo nữa. Bây giờ mình phải đi tìm một cái khúc gỗ để làm cái bàn chế tạo này các bạn ơi. Sẵn tiện làm thí nghiệm luôn nhá. Đây, đó, bên đây rất là trống quá nè. Xa xa là cái hồ á, mình bao mển làm thí nghiệm là hết sảy luôn. Sắp tới mình sẽ dự định là xây một cái phòng thí nghiệm riêng để dành những cái thí nghiệm đặc biệt kiểu như vậy nè các bạn ơi. Và thuốc, ôi may quá, mình cứ tưởng mình quên đem thuốc. Đi làm thí nghiệm mà quên đem thuốc thì toi á. Rồi, lấy một khúc gỗ trước. Qua đây chặt khúc gỗ coi, đập cục lá ra, đi vào bên trong lấy khúc gỗ đó, rồi làm một cái bàn chế tạo nha. Đây gỗ, bàn chế tạo đặt xuống và ráp thêm bánh mì. Ba ổ chắc đủ ăn rồi đó, ăn vô rồi giờ là no bụng rồi nè. Đi làm thí nghiệm thôi. Cái mặt lửa thì khá là rẻ, thành ra nếu mà mình có ngõm thì chắc cũng không sao đâu. Rồi giờ đi qua bên đây nè. Chỗ này đủ trống chưa ta? Mình thấy chỗ này nó chưa có đủ trống đâu. Nãy mình quên nữa. Ô, nãy mình quên mất tiêu là mình phải đem theo redstone, tại vì mình muốn những quả này nó nổ cùng một lúc kìa. Ô, mình quên đem theo redstone rồi.
Ok, để lần sau mình có làm thì mình sẽ nhớ đem theo redstone nha, để tăng cái sức công phá của nó lên nhiều lần hơn nữa, chứ như vậy mình sợ nó không chết mình á. Thuốc này thuốc của rùa cụ mà. Rồi thì đặt đất ra trước nè, làm một cái sàn trước đi các bạn. Đây mình sẽ làm cái sàn là 5x5 nha, 1 2 3 4 5 đó, 2 qua bên đây là 2 cột nữa, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 đó. Vậy là chúng ta đã có được một cái sàn 5x5 rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rải TNT ra cho nó đều nha. 1 nè, 2 3 4. Làm sao cho nó đều ta. Nãy quên đem redstone nữa, thiệt tình luôn. Rồi, cái này thôi mình sẽ chắc cho nó chồng 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 lên như vậy đi. Đó, kế tiếp mình sẽ bao bọc nó bằng những cục đất nha. Rồi, bao bọc lại bằng những cục đất ở phía sau như thế này. Đây là cách mà nếp làm thí nghiệm rồi các bạn ơi. Và mình bật một lần ba cái được không ta? Bật một lần ba trái được không nhờ? Ok, giờ bắt đầu nha. Thí nghiệm sắp bắt đầu rồi các bạn ơi. Uống lọ thuốc vô trước cái đã. Thì không không kịp cạp lần cuối rồi. Ok, uống thuốc vô. Chưa chuẩn bị uống thuốc vô là làm luôn á. Ô. Cái lọ thuốc này nó không chịu nổi những quả tinh tinh nổ cùng lúc nè. Nổ cùng lúc thì mình chịu không có nổi các bạn ơi. Ồ, và bây giờ mình sẽ test thử tốc độ nha. Đâu 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 đâu. Giờ sẵn tiện còn hai lọ mình sẽ test thử tốc độ luôn. Nhưng mà để test chính xác thì chắc mình sẽ kiếm một block gì đó để làm cục móc cái đã. Mình sẽ sử dụng những block nào ta? Đây những cái cục len đi để làm cái cục móc nha. Để coi cái tốc độ bình thường và tốc độ sau khi uống thuốc nó như thế nào các bạn. Như vậy thì thí nghiệm của mình nó mới chính xác được. Rồi, đi qua bên đây nè. Chỗ này trống chưa ta? Rồi, ok, giờ mình sẽ làm luôn. Đây mình sẽ đặt là 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi 8 cục thôi. Đó, để bình thường coi. Mình chạy đây là 1, 2, 3. Khoảng mất khoảng 3 giây để đi hết 8 block này đúng không? Rồi, ok, giờ sau khi uống thuốc nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mất phần nửa thời gian, gấp đôi thời gian các bạn ơi. Là tới 6 giây mình mới đi hết 8 lót này lần á. Ồ, nó rất là lâu luôn. Nè, các bạn nè, coi cái tầm nhìn của mình nó kiểu như nó bị zoom lại. Đi cực kỳ chậm luôn. Ồ, làm chậm tới 4 lần. À, biết rồi nha, biết rồi nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ vác bé ngựa của mình ấy để đi nhặt lại đồ thôi. Hồi nãy nó nổ một phát ngỗm luôn chứ. Rồi, leo lên đi. À, lần này mình sẽ cưỡi bé ngựa vàng đi. Bé ngựa kim cương thì mình để trong cái nhà của mình mất tiêu rồi, cái nhà trong làng á. Rồi, sẵn tiện dẫn bé ngựa này đi chơi luôn. Khá là lâu rồi á, mình chưa có dẫn mấy bé ngựa này đi nè. Mình toàn sử dụng bé ngựa kim cương trong làng không á. Mấy bé ngựa này chưa có kịp để sử dụng. Giờ thì mình sẽ sử dụng luôn. Bé ngựa này chạy cũng khá là nhanh nè các bạn. Và máu thì nhiều hơn bé ngựa kim cương của mình một xíu. Nhưng mà tốc độ thì thua xa. Rồi đi lên kia thôi. Không biết có mất đồ không nữa. Mình nghĩ chắc mất luôn đó. Tại vì TNT nổ mà. Để coi coi. Còn không? Hy vọng là còn. Hy vọng là còn. Ten ten ten. Rồi xong. Không còn gì hết các bạn ơi. Chỗ này giờ trống lỏng hết trơn rồi. Vậy là nó nổ xong là mất hết đồ luôn á. Ồ nó nổ mà công nhận nó nổ mạnh thiệt. Lúc đầu thì mình thấy là những quả đầu á là nó trừ rất là ít máu, nhưng mà đợt sau thì nó nổ cùng lúc là hình như là 8 quả một lượt, 8 quả mà nó nổ sao ấy là nổ cùng một lúc luôn. mình trắng cây máu luôn á. Thành ra làm thí nghiệm này nó không thành công cho lắm. Như vậy sau cái thí nghiệm lần này thì mình thấy cái lọ thuốc này nó giúp mình kiểu như là chiến đấu tốt hơn, trong việc kiểu như chiến đấu đối kháng một một ấy thì mình sẽ lợi rất là nhiều, nhưng mà bị đánh đông quá thì cũng bó tay hả các bạn ơi. Và cái hồ rùa của mình hiện tại bây giờ thì rất là nhiều rùa luôn. Đây coi nè, mấy bé rùa còn đu lên cây dừa của mình nữa chứ. Thì tình sắp tới thì mình sẽ làm một cái khu khác rộng rãi hơn nè, rồi dẫn hết mấy bé rùa trong đây qua khu mới để sống nha. Và như vậy trong ngày hôm nay á
thì mình đã chế tạo được một cái nón rùa, enchant được những dòng cần thiết đó, rồi làm thêm một cái bể bơi cũng như là nâng cấp nó, rồi trang trí xung quanh sơ sơ. Và trong thời gian sắp tới, nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.